Hiện tại thì Cương và Thưởng đang trên đường từ miền Tây Kiên Giang trở lại xì phố, người thấy không? Dọc đường á, xe quá trời luôn. Đó, có mô tô rồi đó. Mọi người cuối năm hối hả về quê ăn Tết, và bây giờ quay trở lên thì cũng rất là tất bật để trở lại công việc hàng ngày. Đó, người thấy không? Có bà lão nữa nè. Đó, có cái tục bàn ở trọng đất đựng con vịt đó, lên làm quà. Này, bạn này nai nịch không? Túi sách ba lô nè, 63 sóc trăng nè, quá trời luôn. Đây có hai bịch ni lông nè. Ô, gạo dẻo nàng thơm đặc sản luôn, thấy không? Đem quà với miền Tây lên vậy không? Rất là hối hả. À, và cái Cương thì đang chở Ngọc Thưởng đi từ nhà em lên thành phố khoảng bao nhiêu tiếng Thưởng? 5-6 tiếng. Mà bây giờ mình đi chắc 6 tiếng tại kẹt xe quá mà. Bắt đầu đổ lên đông quý vị ơi. Thì cái Cương lái xe rất là buồn ngủ. Và trong khi đó thì quý vị thấy không? Ngọc Thưởng ngồi kế bên cũng không giúp ích gì á, mà toàn ngủ không à. Trời ơi, có ngủ gì đâu, ngủ rồi cũng 6 tiếng này em ngủ có 4 tiếng thôi, 3 tiếng cũng thức gì nói chuyện với anh chứ ăn uống rồi nó làm chi trời. Nó ngủ không à là giận lắm luôn á. Con thích nói chuyện được tiếng không? Giờ Tiết Cương buồn ngủ quá rồi. Ngủ lắm à? Ờ, đi đi sớm mà thành ra giờ buồn ngủ quá. Có cách nào Hưởng nói chuyện vui với Tiết Cương thích không? Chuyện gì đó bây giờ em bày ra trò chơi nha, đố vui có Thưởng nha. Wow. Đố vui ở nghề của Tiết Cương nha. Hồi xưa đi học á, không phải là học sinh giỏi, học sinh khá gì, nhưng mà được cái á, những câu hỏi khó là Tiết Cương trả lời được nha quý vị. Dạng câu hỏi trời, ghê chưa? Thông minh á. Ghê chưa, ghê chưa? Giống như khi mà vô lớp mà cô biểu trả bài là Tiết Cương cầm cuốn tập lật 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 cái liếc từ trên dưới xong cái là coi như là nhớ trả không bài cũng được. Ừ, nhanh lắm, nhanh gọn lẹ lắm quý vị. Mà xuống là quên hết. Không, không nhớ thì sao, nói chung là nắm ý chính thôi. Cho nên rất là lẹ làng. Nhưng mà em đố anh là phải trả lời lẹ nha. Tại vì câu hỏi là phải trả lời nhanh chứ. Thì tớ đúng không? Chưa có suy nghĩ lâu rồi nha. Tất nhiên nhưng mà phải cho thời gian nó tương nhiêu xíu. 5 giây thôi. Đố vui là đó đúng rồi phải có thưởng nha. Dĩ nhiên rồi mới có thưởng chứ. Em là hứa là chắc ăn mà. Giờ thất hứa đâu. Wow. Giờ vô chơi chưa? Bắt đầu. Quá cho người đi đường. Không liếc nha. Liếc chi trời. Ai biết được ăn gian mà. Trời ơi, làm mắt lẹ lắm, mắt chậm chết luôn, mắt đâu biết liếc. Thôi đi, mắt lâu liền à. Thôi giờ vô nè. Rồi. Cô nào mà tất cả mọi người đều sợ, không chỉ học sinh. Cô giáo. Không phải, ta đã không phải học sinh mà cô nào cũng sợ chứ mà. Cô nào mà? À, cô Hồn. Không, 1 2 3. Cô Hồn. Chứ cô gì? Cô Hồn á. Chứ là đáp án là cái gì? Cô Guna. Trời ơi. Cô Guna ông nội ơi, câu này khó quá. Rồi. Con gì có mũi mà không có mắt? Có lưỡi mà không có miệng. Có mũi mà không có mắt. Có lưỡi mà không có miệng. Con dao. Chính xác. Kết thúc câu chuyện cây tre cầm trăm đốt. Anh phải liếu lưỡi cây tre cầm. Anh khoai bay lên trời bằng gì? Anh khoai đâu phải thánh giống đâu, một chú cụ đâu bay lên trời. Cây tre trăm đốt là khắc nhập khắc xuất mà. Trời, đúng. Đố mẹo là tính lừa tôi. Cái gì hai lỗ? Có gió thì sống, không gió thì chết. Wow, hai lỗ. Có gió thì sống, không gió thì chết. Hai lỗ là cái lỗ mũi. Đúng không? Lỗ mũi. Con gì không có xương sống mà vẫn đứng được? Không có xương sống. Lại lên. Con gì không có xương sống mà vẫn đứng được? Đúng. À, con lươn. Phải không? Con xương sống không? Con lươn nè. Con lươn ngoài đường lương nè. Lươn nó nằm chứ nó đứng rồi nào con lươn. Lươn này đứng chứ nằm nào? Con lươn nó nằm ở dưới đường đó chứ không con lươn. Ờ con lươn đường thì nó nằm chứ sao gọi là đứng. Nè vậy nhìn con lươn nè. Nè con lươn, nè con lươn dưới đường nè. Ừ. Đứng đó đâu có xương sống đâu. Đứng đâu đứng cái đó nó nằm mà nó nằm dọc theo đường đó. Vậy như gọi là con gì? Con dốc. Trời ơi, đâu khó quá gì ơi. Cái Cường bó tay rồi. Dốc tiếp theo quá nha. Vậy. Ba con gà có tất cả bao nhiêu cái răng? Cái gì? Ba con gà có tất cả bao nhiêu cái răng? Ba con gà có 6, không có răng, gà đâu có răng. Trời ơi, gà có lưỡi đâu, tính dụ tôi gà đâu phải cá mập đâu có răng. Xe nào không thì giảm đi. Xe tăng. Chính xác. Con gì sinh ra để được làm vua? Con cua Quỳnh Đế, tiếng Anh gọi là King Crab. Ủa ta lại chắc lấy quà cũng thử quá. Ừ. Bông gì không mọc từ cây?
bông gì không mọc từ cây, bông tai, bông trắng rồi lá vàng, trời dỗ gì trời, môn thể thao nào có cả vua lẫn hoàng hậu, cờ vua chiếu tướng, ngũ lộc chiếu vua, tôi đó thì thi học sinh giỏi cờ vua mà, trời ghê vậy, nhưng mà không có giải gì trơn. giờ thi vô được ra loại xe không có bánh thường thấy ở đâu, loại xe không có bánh đúng thường thấy ở đâu, thường thấy ở trên bàn cờ tướng đúng không, đúng luôn, quá đúng rồi, còn kiến nào không bao giờ ngủ, cái gì kiến nào không bao giờ ngủ, kiến thức chỉ có thức thôi không có ngủ, cái cường có kiến thức không có ngủ, trời ghê quá vậy trời, chứ mấy quà thì quá, quả gì ai cũng sợ ăn chúng, quả gì anh thích ăn trái cây lắm mà, quả báo phải không, đúng chính quả xác. Báo nhãn tiền, bức tường nào dài nhất thế giới, bức tường dạng liệt Trường Thành, trời hay quá trời, cái đó kiến thức là trong bụng tôi rồi, đồng gì mà đa số ai cũng thích, đồng lương đồng tiền, đúng trời hay quá, gì? Cái gì không có chân không có đuôi không có cơ thể không cơ thể mà có nhiều đầu, không có chân không có gì, không có đuôi không có đuôi không có cơ thể mà có nhiều đầu, đúng đầu có chân chân à, có nhiều đầu, đúng đầu không có chân gì, không có chân không có đuôi không có cơ thể luôn, thôi có cái đầu không à, 1 2 3 cái đầu xe, đúng phải không, không phải chứ gì, thua đi, thua cầu truyền hình, trời ơi thôi cái này khó quá rồi, này thôi câu này trùng tượng quá, đầu cầu truyền hình câu này trùng tượng quá, thôi thua. Bánh gì mang tên một loài vật, trời ơi thiếu gì, bánh bò đúng không, nhiều loại bánh lắm, mình nhớ được cái loại bánh bò, đúng bánh dây lợn, đúng luôn, ốc gì to nhất, ốc to nhất là ốc giò voi, sai chứ ốc gì thua đúng không, thua ốc đảo, trời ơi trời ốc đảo tôi chưa ảo bao giờ sao tôi biết được, cái gì càng cất lại càng thấy, cái gì, cái gì càng cất lại càng thấy, càng cất lại hả, đúng rồi càng thấy cất lại cất đi đó, cất cái gì càng cất là càng thấy, khó nha, cất. 1 2 cất 3 e 4 cái gì càng cất càng thấy, cái gì là gì biết không, là thịt kho vịt đem chưng cất lại, có ta cất làm như là cái gì cất cất kia gì, thua cất nhà, ủa vậy hả, đúng rồi, cất thấy hả? Thua nha, nãy giờ là 3 câu rồi đó, thua. Cái gì càng thiêu lại càng ngon, trời ghê vậy, thiêu hả, thiêu á, à, buồn ngủ là cái gì, thì buồn ngủ càng ngủ thiêu càng ngon, chính xác, trời giỏi quá ta, con gì dài và cứng nhất, con đường, câu này dễ quá mà, dễ đâu vậy, con gì sinh ra đạo đức đã không tốt, con lừa cha lừa mẹ, ồ hay quá, trời ơi quá dễ, con gì có cánh mà không có lông, con gì có cánh không có lông, con diều, hay quá vậy, cánh diều vi vu, con diều có cái lông có đâu bằng giấy bằng ni lông, đâu có lông, cái gì tay phải cầm được mà tay trái cầm không được, quá đơn giản, cái cùi chỏ của tay phải sao tay phải cầm được, chỉ có tay trái cầm thôi đúng không quý vị, trời hay quá, tưởng đối với câu dễ quá kiếm cái gì khó khó đi, hay quá, kim gì trẻ em thường sợ nhất, kim chích kim tim, con người có thể nhìn thấy được biểu nhiều nhất ở đâu, biển nhiều nhất ở đâu, con người có thể thấy nhiều biển nhiều nhất ở đâu, ở trên bản đồ hả, đúng luôn, yeah, trò gì 5 bé hơn 2, 2 bé hơn 0 và 0 bé hơn 5, trời ơi, quanh tù xì ra cái gì ra cái này, anh già cái búa đánh đòn vu vơ, em ra cái kim tặng anh may áo, ngày nay may mấy ai cần kim đâu, thì thôi anh để về khẩu cung tình, quanh tù xì ra cái gì ra cái này, thôi đi, trái gì không ái được nhưng rất dễ tan vỡ, cái này khó à? Cái gì trái gì không hái được, đúng rồi trả lời mà còn hát đó. Nhưng rất dễ bị tan vỡ hả, chính xác, hái được không hái được hả, đúng trái gì không hái được dễ tan vỡ, vỡ tan tan vỡ chỉ có pha lê trái
cháy đất. Trời, cháy đất dễ tan vỡ lắm anh. Dạ biết. Thôi thôi. Trái tim nè. Dạ. Đúng rồi, tan vỡ, tan vỡ trái tim đó. Nhưng trời. Nhưng mà có một bài hát là không có vỡ tim. Unwrap my heart. Unwrap my heart. Say you love me again. I know I'm too much. Cô bé quàng đỏ đo nó màu gì? Quê thằng đỏ thì chỉ quàng khăn thôi chứ đâu có đội nó. Quá đơn giản. Trời ơi, nhỏ đầu tiên con tích một bụng muốn gì. Trong của mẹ mình bự luôn. Là ai? Trong của mẹ mình là ba mình. Trời ơi, giờ mình cũng đốn nữa trời. Đồng gì mặc được? Đồng phục, uniform tiếng Anh. Quá giỏi. Bối cảnh diễn ra câu chuyện Chí Phèo của nhà văn Nam Cao là ở làng nào? Làng Vũ Đại ngày ấy. Quá đơn giản. Cháo lòng, cháo bò, cháo cá, cháo gà, đâu là loại cháo mà Thị Nở đã nấu cho Chí Phèo ăn? Đúng rồi đó, không có nấu cho Chí Phèo, đó là cháo hành. Cháo hành quý vị ơi. Thị Nở nấu tô cháo hành mà bỏ thêm tiêu hay bột tiêu xanh? Bỏ thêm tiêu bột hay tiêu xanh? Không bỏ gì hết, chỉ có cháo hành thôi. Quá dễ. Đúng không? Vậy thôn Vĩ Dạ có phải là quê của nhà thơ Hàn Mặc Tử không? Không. Hàn Vân Vĩ Dạ, Vĩ Dạ là ở miền ở Huế. Còn Hàn Mặc Tử là quê gốc là ở Quy Nhơn. Đúng không? Hàn Mặc Tử nữa, quê nữa. Quê cũ dấu thân nơi. Trả lời được cái là hát, trả lời được cái là hát đó. Gì nữa? Trong bức tranh dân gian đồng hồ, em bé ôm gà, đó là bé trai bé gái. Bé trai. Yeah. Quá dễ. Gái sao đá gà được? Có sao ôm gà thôi mà đâu có đá đâu. Con gì cho ăn thì mau chết, bỏ đói thì sống. À, ghê ta, khó ta. Cho ăn thì sao? Cho ăn thì mau chết. Thì chết. Bỏ đói thì sống. Bỏ đói thì sống. Khó à? Dễ quá mà. Ủa vậy hả? Quá dễ. Vậy mà tôi không biết ta. Cho ăn thì sống, bỏ đói thì chết. Cần gợi ý không? Gợi ý đi. Gợi ý nhưng mà không có thưởng nha. Anh mới tặng em đó. Gì vậy? Không nhớ hả? À, rồi. Nhớ rồi. Cái này là sự thú vị, Tiết Cương nghĩ không ra. Nhưng mà nhờ Ngọc Thưởng nhắc là bởi vì Tiết Cương vừa tặng Ngọc Thưởng một con heo đất để đầu xuân, để làm giống như là bỏ tiền tiết kiệm, cho nên chứ thật sự câu này anh không biết thiệt á. Em nhắc là cái này có gợi ý với quý vị chứ thật sự Tiết Cương không biết câu này. Cảm ơn Thưởng. Con vật đầu tiên bay vũ trụ là con gì? Con vật đầu tiên bay vào vũ trụ có phải là thỏ ngọc của chú Cụi không? Chứ ai? Chó. Chó nào ta không biết. À, con chó của chú Cụi hả? Rồi, đây Tiết Cương lộn rồi, chó Tiết Cương tưởng thỏ. Cầu móng ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ có màu gì? Cầu móng. Đúng. Cầu móng là cái cầu mà mình cái chỗ đường Võ Văn Kiệt đi bộ lên á. Nhớ hình như nó hồi xưa nó màu xanh á. Dạ, màu gì? Thì giờ nhìn nó cũng màu xanh luôn á. Đúng. Quá dễ. Biết sao tôi biết không? Chiếc cầu là nơi họ hẹn của đôi ta. Đêm trăng sáng trên cầu, cương dắt người yêu ra đó. Sao nó dắt em ra đó vậy? Trời ơi, cái cầu đó hồi xưa là xe chạy lên được. Bây giờ đâu có xe chạy, bây giờ muốn đi lên cầu đó mình phải đi gửi xe đi bộ lên. Giờ là biến quá rồi. Giờ dắt em đi, muốn đi. Đi thôi, bữa nào đi bộ ra đi, gì đâu dễ mà. Cầu móng bắt qua kênh gì? Kênh cái đó là kênh Nhiêu Lộc hay là cái tàu? Sa. Trong Sài Gòn. Chứ gì vậy? Cơm bến nghe. Bến nghe hả? Rồi sao còn đặt câu cuối cùng đi chứ? Hỏi nhiều quá không có thưởng gì hết trơn trời. Câu đó là câu cuối cùng rồi đó. Còn câu nào nữa không cho bonus thêm câu? Hết rồi, nói chung hết luôn hả? Bây giờ là anh trả lời được hơn nữa. Trời ơi. Quý vị khán giả làm chứng đi, Tiết Cương trả lời là phải được cỡ 70% mới tôi sao hơn phân nửa. Thì hơn phân nửa rồi, ý là cũng tầm cỡ đó. Thì sẽ có một phần quà đặc biệt dành cho anh và phần thưởng này rất là lớn nha. Yeah, vậy là thưởng cho lì xì cho Tiết Cương. Thôi lì xì đi. Không, ta thưởng quà mà trời ơi, tiền bạc gì đấy. Rồi, quà cũng được, quà đâu? Em nè. Trời ơi, gụng nụ. Sao gụng nụ? Có gì đâu, vui đây. Không? Vui.
ơi, nói chơi chứ dọc đường mà còn thưởng đố tiết cương vậy là đỏ buồn ngủ, tạo nên không khí xuân vui vẻ. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi clip tiết cương và Ngọc Thưởng vui vẻ đón xuân cái đường từ xì phố của từ Kiên Giang về thành phố để trở lại những ngày làm việc. Và quý vị thấy không, trên đường thì những dòng xe vẫn còn rất là tấp nập đó, người đi vẫn còn rất là đông đúc. Cảm ơn quý vị, chúc những bạn đồng hương miền Tây lên phố một chuyến đi an toàn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại những clip sau. Xin chào.